Chúa luôn rạng ngời, bầu
trời long lanh ánh nhìn sao, mây lưng trời sương tuyết ngàn cao, truyền vang lên nhạc cụ hoa ca, tiếng đàn ân tình cha. Xin dâng kinh câu ca ta ơn, ca thêm Chúa mến yêu nhân trần, ngàn đời tin chung vua muôn loài, danh Chúa luôn trang trời. Loài sinh linh khắp trần gian, muôn thiên thần các thánh hiện vinh, cùng ca vang mừng Chúa quyền linh, Chúa ngã muôn hùng binh. Xin dâng kinh câu ca ta ơn, ca thêm Chúa mến yêu nhân trần, ngàn đời tin chung vua muôn loài, danh Chúa luôn trang trời. Bầu trời long lanh ánh nhìn sao, mây lưng trời sương tuyết ngàn cao, truyền vang lên nhạc cụ hoa ca, tiếng đàn ân tình cha. Xin dâng kinh câu ca ta ơn, ca thêm Chúa mến yêu nhân trần, ngàn đời tin chung vua muôn loài, danh Chúa luôn trang trời. Loài sinh linh khắp trần gian, muôn thiên thần các thánh hiện vinh, cùng ca vang mừng Chúa quyền linh, Chúa ngã muôn hùng binh. Xin dâng kinh câu ca ta ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần, ngàn đời tin chung vua muôn loài, danh Chúa luôn tràn ngời. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pharisêu lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Theo sau hai phép lạ mà Chúa Giêsu đã chữa lành trong bài tin mừng hôm qua, thì lời Chúa hôm nay dân chúng một lần nữa lại kinh ngạc và thốt lên: ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Cộng đoàn phục vụ thân mến, tại sao dân chúng lại phải thốt lên điều đó? Nếu như chúng ta đọc lại bài đọc 1 hôm nay, chúng ta sẽ thấy được lời thốt lên của dân chúng là có lý do. Bởi vì một lối sống mê muội, một lối sống ù lì, một lối sống thực dụng đang che mờ con mắt đức tin của họ. Ngay từ ban đầu thì Thiên Chúa đã yêu. Ngay từ ban đầu thì Thiên Chúa đã yêu, và hơn thế nữa, Ngài đã chọn dân Israel là dân riêng của Ngài. Thiên Chúa phán thế này: các ngươi thấy ta mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh dành riêng cho ta. Toàn dân nhất trí đáp lại: một điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo. Điều mà dân chúng thưa lên giờ đây lại là một điều hoàn toàn khác. Và vì vậy Thiên Chúa sai Hosea đến với dân, bởi vì điều mà dân chúng đã làm đã đi ngược lại với lời hứa của chúng. Dân chúng đã tự chọn phong vương người mà ta không chọn, tôn làm lãnh tụ kẻ ta không biết, dùng bạc vàng làm ra các ngấu tượng. Chúng đã phạm tội.
Và thế nhưng cho dù dân chúng như thế thì Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi. Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi dân của Ngài, Ngài vẫn luôn đi bước trước để trao cho dân của Ngài với chính tình thương của Người đã dành trọn vẹn cho cái đoàn dân đó. Ngài trao cho đoàn dân của Ngài còn hơn thế nữa, khi trao cho dân của Ngài chính con một của Người, Người con chi ái, Người con độc nhất. Người con đó đến để thực hiện, để nối lại một mối tình mà dân chúng đã đánh mất, để nối lại cái tình thương mà Người đã hứa khi xưa. Đó là một sự chữa lành những vết thương mà dân đã phá hủy. Bài tin mừng cho ta thấy Chúa Giêsu chữa lành cho người bị quỷ ám. Họ đem đến cho Người một cái người mà bị quỷ ám. Như thế là họ thoái thác cho Chúa: chữa lành đi. Và Chúa phải làm cho họ. Thậm chí cũng có thể hiểu được cái đám dân này đang thử xem là Chúa Giêsu có làm được điều gì không, có chữa lành cho cái tên quỷ bị cả quỷ, tên bị quỷ ám này không. Còn tệ hơn nữa, cái đám dân này sau khi Người chữa lành rồi, chúng lại còn thốt lên: ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Cái thái độ dửng dưng của họ như là một sự đụng chạm. Cái thái độ dửng dưng của họ dường như là họ đang gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Cái thái độ dửng dưng của họ như là họ đang đánh mất chính lời hứa với Thiên Chúa khi xưa. Họ chưa hề thấy, bởi vì lòng của họ đã khép lại. Đã khép lại và trong cái chính cái suy đoán, cái suy nghĩ, tư tưởng nơi của họ, họ chưa hề thấy thế, bởi vì trái tim của họ bị ngừng đập, bị nghẽn mạch tin tưởng phó thác. Hay nói khác hơn, họ chưa từng thấy, bởi vì cái lối sống lãnh đạo, một cái lối sống ích kỷ. Và đó cũng là lối sống của chúng ta ngày hôm nay. Có lẽ đó cũng là một phần cái lối sống của chúng ta ngày hôm nay tiếp thay cho mỗi người chúng ta. Cái lối sống ngày hôm nay nó đang làm con người bị ảnh hưởng bởi cái lối sống dửng dưng với tôn giáo, trào lưu tục hóa cho mọi lĩnh vực của đời sống thường nhật. Đôi khi chúng ta còn chủ trương sống không cần Thiên Chúa, hay là những trào lưu duy đạo đức trong cách thực hành đạo ngày hôm nay. Chúng ta thấy rõ mồn một. Chẳng hạn như là chỉ cần thực hành các bổn phận tôn giáo, tôi chỉ cần đến nhà thờ mỗi Chủ nhật thôi là đủ rồi. Tôi chỉ cần đóng góp cho cái khoản của tôi là đủ rồi. Tôi chỉ cần giữ luật cho chính bản thân tôi là đủ rồi. Vân vân và vân vân. Cái lối thực hành sống đạo một cách hời hợt nó đang diễn ra trong cuộc sống ngày hôm nay. Hơn nữa, dù một người tôn giáo nhưng chưa hẳn là đã có đức tin theo Công giáo, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Và thậm chí có thể là những người Kitô hữu thực sự chưa hẳn đã có một đức tin mạnh mẽ, một đức tin triệt để. Và như thế cũng rất có thể những lời kinh sư mà nói khi xưa, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ, sẽ là lời chúng ta, đó cũng sẽ là lời chúng ta sẽ nói trong thế giới dửng dưng với đời sống tôn giáo hôm nay đó. Xin Chúa giúp chúng ta biết thay đổi, hoán cải suy nghĩ, chính cái tư tưởng lối sống của mình, để trở thành những người sống đích thực hơn với ơn kêu gọi mà Chúa đã dành cho chúng ta. Giờ đây nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh dành riêng cho ta. Amen. Cha đã ban tặng chúng sinh dòng máu của con cha, tẩy xóa bao tội nhân thế. Cậy vào tình thương khó
của chính con cha dấu yêu. Giờ này đoàn con xin cha hãy xót thương trần gian, con dâng cha mau thánh minh thánh Giêsu con ngài, xin cha thương thế giới con sống trong muôn cầu nhau, xin dâng con chi thánh thân tính với linh hồn người, nguyện xin hãy dẫn thương đưa chúng con về cõi trường sinh. Cây vào lòng thương xót con đến xin ngài đói thương, xin xác hồn tim con trong máu nước lòng thương xót, nguyện cuộc đời con mãi yêu Chúa yêu người thiết tha, mọi nẻo đường con đi in dấu xác thương của ngài, con xin đồn tin thác vào trái tim cha nhân từ, con xin luôn tin thác lòng xóm thương không ngừng buồn, con xin luôn tin thác lời hứa cha ban muôn người, chạy đến lòng xót thương chia tay xin đổi mới đời con, cậy vào lòng thương xót cha đã ban tặng chúng sinh, dòng máu của con cha tẩy xóa bao tội nhân thế, cậy vào cơn thương khó của chính con cha dấu yêu. Giờ này đoàn con xin cha hãy xót thương trần gian, con dâng cha mau thánh minh thánh Giêsu con ngài, xin cha thương thế giới con sống trong muôn cầu nhau, xin dâng con chi thánh thân tính với linh hồn người, nguyện xin hãy xót thương đưa chúng con về cõi trường sinh, con xin luôn tin thác vào trái tim cha nhân từ, con xin luôn tin thác lòng xót thương không ngừng buồn, con xin luôn tin thác lời hứa cha ban muôn người, chạy đến lòng xót thương chia tay xin chuối, tình yêu ôi tuyệt vời.
vẫn yêu con mà thôi. Ngài vẫn yêu con chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương thế gian thành cõi thiên đường. Dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, mình ghi nhớ thanh ân Ngài trao. Mình theo chân Chúa đi qua, đôi ta có hay thầm ra. Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trên đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Cười buồn con mãi êm chuối, thầm tình yêu ôi tuyệt vời. Còn một giây, lạy Chúa cho con giờ đây, chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi che, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào. Mình ghi nhớ thanh ân Ngài trao, mình theo chân Chúa đi qua, đôi ta có hay tâm ra. Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền buồn con mãi êm chuối, gặp tình yêu ôi tuyệt vời. Trong lòng con, Ngài ẩn thân trong chính thâm tâm, Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cận kề hơn chính thân con. Chúa trong lòng con, xin cho con bước xuống lòng mình, xin cho con yêu mến hết tình. Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh để được nhìn bóng dáng thần linh trong ân tình chan chứa niềm tin. Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh để được nhìn bóng dáng thần linh trong ân tình chan chứa niềm tin. Trong tim con tràn dâng khôn vơi, bao no say mỗi lời ân phúc. Ôi linh thiêng mùa trời cao vút, con như chim ngâm, con như
trong lòng con, xin cho con quy hướng về Ngài trong tâm tình chiều mến không ngơi. Chúa trong lòng con, Ngài đợi con giây phút tương giao, Ngài chờ con tha thiết dâng trao, tình của Ngài như sóng dâng cao. Chúa trong lòng con, xin cho con tiếp rước mình Ngài, xin cho con ôm ấp riêng Ngài. Chúa trong lòng con, xin cho con say đắm chìm sâu, hòa nhập vào sức sống thần linh đang tuôn trào chan chứa dường bao. Chúa trong lòng con, xin cho con say đắm chìm sâu, hòa nhập vào sức sống thần linh đang tuôn trào chan chứa dường bao. Trong tim con tràn dâng khôn vơi, bao no say muôn lời ân phù, ôi linh thiêng muôn trời cao. Giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng trọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con, xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.
Thank you.
xót thương. Hồn tôi hân hoan mừng hân, vì danh xa về xa về là thầy. Khen danh Ngài vì Ngài thương tôi, Ngài thương ra oai đáp cứu những khi ưu sầu vì đời đen tối. Ngài cho trăng sao tình tu sáng soi đường đi trong gai ngăn lối, vui an những khi lòng than khấn kêu danh trong giờ nguy nan. Tôi hân hoan mừng hân, vì danh gia bê là thân. Ngài không thương ngài kiêu căng giàu có, nhưng ngài khiêm nhu nghèo khó, Chúa giúp tình xót thương. Hồn tôi hân hoan mừng hân, vì danh gia bê là thân. Danh Ngài vì Ngài thương tôi, này ai khiêm nhu thấp bé kính quý danh Ngài, Ngài liền thương đến. Ngài thương ra tay cứu thoát khỏi tay người kiêu, manh tâm ngăn lối.